Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị và bà con, khối không khí lạnh đã yếu hẳn. Chính vì thế mà gió đông bắc trên biển không còn mạnh như những ngày trước. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió có hướng đông đến đông nam và chỉ có cường độ ở mức cấp 3. Vì thế mà tình trạng biển bình thường, trời vẫn còn nhiều mây nhưng ban ngày không mưa. Tối đêm và sáng có mưa nhỏ ở một vài nơi với lượng không đáng kể. Sáng sớm có sương mù dày đặc làm cho tầm nhìn giảm xuống dưới 300 mét. Sau khoảng 8 giờ sáng thì sương sẽ tan nhanh nên nhiệt độ cũng ấm áp rất thuận lợi cho người dân ra khơi đánh bắt thủy hải sản. Vùng biển dọc theo các tỉnh miền Trung nước ta, từ Quảng Trị kéo dài cho tới tận Bình Thuận, gió cũng có cường độ không mạnh, phổ biến ở mức cấp 3, cấp 4. Cùng với đó là thời tiết tốt nên cũng rất thuận lợi cho các chuyến ra khơi đánh bắt cá, cũng như là các hoạt động du lịch biển ở vùng ven bờ. Riêng ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, do có địa hình đón gió thuận lợi nên gió đông bắc vẫn ở mức cấp 4, đôi lúc cấp 5. Vì thế mà độ cao sóng biển vẫn có lúc lên tới 2 mét. Tuy nhiên thì tại đây trời ít mây, ban ngày nắng ráo, các tàu thuyền vẫn có thể ra khơi đánh cá thuận lợi. Các vùng biển ngoài khơi ra gió cũng không mạnh, thời tiết tốt, trời ít mây và không mưa, ban ngày có nắng nhiều, tầm nhìn xa thông thoáng, các tàu thuyền có thể lưu thông và hoạt động một cách thuận lợi. Nhìn chung các vùng biển đều có thời tiết rất thuận lợi trong 5 ngày tới. Đến ngày 10 tháng 3, khi mà có một đợt không khí lạnh mới tác động xuống, thì thời tiết biển lúc đó mới có sự chuyển biến mạnh. Chính vì vậy mà bà con ngư dân nên tranh thủ thời điểm này để tăng cường các hoạt động khai thác và đánh bắt thủy hải sản trước khi biển động trở lại. Tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió có hướng đông đến đông nam, chỉ ở mức cấp 3 nên tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên thì trời nhiều mây âm u, có mưa nhỏ với lượng nhỏ. Vùng ven bờ thì mưa nhiều hơn. Sáng sớm tình trạng sương mù dày đặc xảy ra làm cho tầm nhìn giảm thấp dưới 200 mét. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, gió cũng duy trì gió đông đến đông nam, nhưng cũng chỉ với cường độ yếu, do vậy mà tại đây cũng không hề có biển động. Thời tiết trên khu vực sẽ phổ biến với trạng thái là nhiều mây, nhưng mưa chỉ còn xảy ra một vài nơi với lượng nhỏ không đáng kể. Xưa xuống vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, gió trên khu vực này duy trì hướng đông đông nam với cường độ chỉ khoảng cấp 3, cấp 4. Tình trạng mưa rào nhẹ của mấy hôm trước cũng chấm dứt hẳn, ban ngày trời ít mây và có nắng, thuận lợi cho các hoạt động trên biển. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, đối với vùng biển này ở khu vực biển ngoài khơi các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, gió thổi nhẹ theo hướng đông. Nhưng cũng gần xuống phía nam thì gió sẽ chuyển dần sang hướng đông bắc và mạnh hơn, nhưng cũng chỉ khoảng cấp 3, đôi lúc cấp 4. Trời ít mây và không mưa, nên tầm nhìn xa ở vùng biển này rất thông thoáng, trên 10 km. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, được bao phủ bởi trường gió đông bắc đến đông với cường độ ở mức trung bình và khoảng cấp 4, đôi lúc đạt cấp 5. Trời phổ biến là có mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa thông thoáng nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Các tàu thuyền nhỏ có thể hơi gặp khó khăn một chút vì độ cao sóng biển đôi lúc lên tới 2 mét. Chuyển sang vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả hai đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Trạng thái nắng ráo cũng là kiểu thời tiết được dự báo cho vùng biển này trong đêm nay và ngày mai. Thời tiết ở khu vực này tiếp tục ổn định với đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông chỉ mạnh cấp 3, cấp 4 nên biển lặng và sóng êm. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan, tình trạng biển ở nơi đây cũng tương đối ổn định. Thời tiết trên biển thuận lợi, gió thổi nhẹ, trời ít mây và tầm nhìn xa thông thoáng. Bà con ngư dân có thể yên tâm ra khơi đánh bắt trên vùng biển này. Chuyển ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, gió trên khu vực biển này cũng sẽ tiếp tục giảm hơn về cường độ với đới gió đông bắc đến đông chỉ còn hoạt động với cường độ vào khoảng cấp 3, cấp 4. Mưa cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi nên tầm nhìn không bị ảnh hưởng gì. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, gió thịnh hành theo hướng đông bắc với cường độ trung bình yếu, sóng biển không cao nên tình trạng biển diễn ra êm ả. Thời tiết trên vùng biển này cũng khá là thuận lợi, trời ít mưa nên tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho các tàu cá đang đánh bắt ở xa bờ. Cuối cùng sẽ là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Gió tại đây vẫn thịnh hành theo hướng đông bắc nhưng cường độ cũng chỉ ở mức cấp 4. Thời tiết trên biển tạnh ráo và ít mưa nên tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, thuận lợi cho các tàu thuyền đang tham gia đánh bắt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!